Hello, các bạn chúng ta chơi Talking Head. Một chú thỏ rừng này. Tên cho của bạn hãy ăn đấy. Ăn khá là nhiều rồi đấy. Đây cái gì đây? Đổi màu à? Tắm, tắm, tắm. Này chắc là chơi này. Cho cậu bạn này về nhà đi. Về nhà chứ mày không có cái gì mà không có cái gì mà chơi. Thôi cho đi ngủ đi. Tối đấy. Mới thơm. Ok. Đấy chính là mèo thơm. Cho cậu ta đi giải quyết nè. Vừa ngủ từ hôm qua giờ rồi. Đây là tắm nè. Tắm cho mèo luôn. Ô mèo bị ốm rồi. Mèo bị cúm cho mèo ăn siro mật ong. Ok. Rồi rồi. Đến giờ ăn cho mèo ăn. Rồi con mèo ăn cái kem này đi. Thường thì những cái đồ ăn thức uống này kết hợp nó sẽ ra một cái hiệu ứng quá đẹp đấy. Rồi sao nữa? Rồi mèo này như không có đánh răng rồi. Mèo Angela mình có đánh răng. Thank you.
thi đấu đó. Thi đấu cuộc thi sắc đẹp của mèo. Có cái trống ở đây đâu nhỉ? À đây đây đây. Đập máy không học. Đập máy không học. Không học được. Gummy bear. Chơi vào game này. Bạn gấu này trông như thạch. Này hát này. Ôi ghê thế. Tích ở đây này là phản ứng luôn. Cái bài này bản quyền ấy, không chơi đâu. Rồi 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 rồi. Rồi sao nữa? Chơi game. 1, 2, 3, go. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, yummy, 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 funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear. Toàn bản quyền âm thanh thôi. Chúc Hạnh nhé. Chụp này. Chụp. Vào game đây. Rồi chơi cái trò ông già Noel. Yeah, lắm quá thế. cũng vui đấy. Gì ơi, ông già Noel đi phát quà này. Quà đâu chẳng thấy. À, cháu ông già là chui lên mái nhà này. Cũng không chui được. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ồ, chú đi thế này thôi. Chả có chuyện gì xảy ra kìa. Đây. Ồ. Chọn cô gái nên đi chầu xinh này. Wow, tuyệt chiêu gì vậy? Yep. So you not sure talking kitten. Wow, chú mèo, à chú này chú gấu. Gấu và mèo này nhìn trông lạ quá. Chưa được nhìn thấy bao giờ. Đấy. Cái con thay trang phục này. Là màu nào? Ô, cái màu xanh này đẹp đấy. Màu này đẹp. Đây có nhiều loại đồ chơi này. Cái này có bóng chuyền. Game này nó không được sôi động như game máy thom với mình chơi đâu. Không ổn. Rồi sau đó thì đi chụp ảnh. Talking Bunny, ok vào game rồi. Okay, đua xe. Ồ, game này có đua xe đấy. Cho các bạn này ăn xong tí chơi xong. Game không mượt lắm nhỉ. Chạm đây cái này. Là nó lại hiện cái này lên ghét không? Đây. Game này lại quá đơn giản. Ok bạn ấy rồi. Cũng phải cho ăn thôi. Bạn này bạn hổ. Game giống hệt nhau, khác mỗi nhân vật.
À, có cả tắm này. Nãy không biết. Chung là cái độ mượt của game nó cũng không ổn đến lắm. Không biết là đúng thôi. Tắt đèn. Rồi, hết game chưa? Game này lại quá nhiều đồ chơi luôn. Hơn hẳn mấy game nãy đấy. Phiên bản mới này là đồ họa ok. Cho chúng ta chết vào cái phần đua xe trong game này. Đấy, đó một mini game máy chưa chơi được thì về chơi rồi. Hoàn thành trò chơi trong 20 giây. Quá. Ủa nhanh thế. Dễ chơi rồi. Win. Bách. Ồ, còn nhiều màn lắm đây này. Nhiều map nữa chứ. Ô. Nhiệt sang phần 3. Yeah.